Liên quan đến ổ dịch ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, phát hiện ngày 29 tháng 4 và nhóm chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN160. Đến nay, các mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp liên quan ở tỉnh Hưng Yên đều cho kết quả âm tính. Liên quan đến ổ dịch đến huyện Phù Cử, có tổng số 1.748 mẫu xét nghiệm âm tính, trong đó có 45 mẫu F1 âm tính lần 1, 16 mẫu F1 âm tính lần 2, 1.290 mẫu của người dân trên địa bàn thôn Hoàng Xá và những người liên quan cũng cho kết quả âm tính. Liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng được cách ly tập trung tại tỉnh Yên Bái, qua truy vết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 3 trường hợp F1 ở huyện Văn Lâm, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào đi cùng trên chuyến bay VN160 với nhóm chuyên gia này. Đến nay, cả 3 trường hợp này cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Liên quan đến bệnh nhân 2.899 ở tỉnh Hà Nam, đến nay trường hợp F1 ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly 960 người để phòng chống dịch, đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 được 7.751 liều, trong đó 5.687 người tiêm mũi 1, 2.064 người tiêm mũi 2. Ngay sau khi phát hiện trường hợp F1 là học sinh trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, cơ sở 2 tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ngay trong buổi chiều nay, thành phố Hưng Yên đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng dịch. Ngay sau khi phát hiện trường hợp F1 là em Nguyễn Tài Tường, học sinh trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, cơ sở 2 tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thành phố Hưng Yên đã tiến hành họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phun khử trùng tiêu độc tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, đã truy vết 54 trường hợp F2, trong đó có 5 trường hợp tại thành phố Hưng Yên, gồm 1 trường hợp ở phường Lê Lợi, 1 trường hợp ở xã Quảng Châu, 1 trường hợp ở phường An Tảo, 1 trường hợp ở phường Lam Sơn và 1 trường hợp ở chung cư PH. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tiếp tục truy vết để tiến hành cách ly tại nhà các trường hợp F3.